Đúng ra là Ad lên thêm chân mày đế tiên với lại vô ngã độc tôn, nhưng mà cuối cùng là phát hiện vẫn còn chiến thần, thôi ráng dịch luôn. Hết tập này chắc là Ad nghỉ đi làm chứ không không có thời gian để thu tiếp. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần An Tâm, chương 2442 đến chương 2447. Võ thần thương đã bị đối phương liều chết tóm lấy, Đỗ Bá rất khó đem rút trở về. Ba tên cường giả khác của Khương gia nhìn thấy thế đều là nổi giận, nhao nhao hướng về phía yếu điểm của Đỗ Bá công kích liên tục. Đỗ Bá sắc mặt lập tức đại biến, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng buông ra võ thần thương hướng về phía sau nhanh chóng lùi lại. Bang bang bang, ngay tại nháy mắt ông vừa rời đi, ba đạo công kích cường đại đến cực điểm vừa vặn rơi vào vị trí vừa rồi ông vừa đứng. Có thể tưởng tượng vừa rồi nếu là ông ta chậm, trong một cái chớp mắt đều sẽ bị công kích trí mạng của tam đại cường giả Khương gia đánh trúng đích, hậu quả sẽ khó mà lường được. Chỉ là ông vừa lui lại còn chưa có đứng vững thân thể, cường giả của Khương gia liền lấn người vọt lên. Đỗ Bá mất đi võ thần thương, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Ba vị cường giả cùng cảnh giới đối mặt cùng ông, Đỗ Bá đã liên tục bại lui. Bành! Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, Đỗ Bá bị một trọng kích của cường giả Khương gia đập trúng đích, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Đừng để ý tới hắn, mau đi phá thiên kiếp. Vị cường giả của Khương gia mới vừa rồi bị võ thần thương xuyên thủng thân thể, gào thét lớn tiếng nói. Vừa nghe như vậy, ba tên cường giả kia của Khương gia trực tiếp từ bỏ Đỗ Bá, cùng một chỗ hướng về phía phương hướng tàng thư các vọt tới. Bây giờ ảnh ma cùng hồng ma đang cùng Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Kinh Luân đánh nhau. Đỗ Bá đã nhận trọng thương, mà Lệ Trần cũng bị Khương Nguyên Long cầm chân, căn bản không có một ai có thể đến bảo hộ tàng thư các. Ba tên cường giả của Khương gia vọt tới trước tàng thư các, cùng liếc nhìn nhau một cái, lập tức cùng nhau động thủ. Âm âm âm, thiên kiếp giống như là bị chọc giận, càng lúc càng mạnh thêm lên. Tuy nhiên hiện nay chỉ là dư chấn uy lực của thiên kiếp, mặc dù cường đại nhưng cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Dưới sự liên thủ công kích của tam đại cường giả Khương gia, khoảng cách thời gian của thiên kiếp càng lúc càng dài, cũng nhanh muốn thành công rồi đó. Một cường giả của Khương gia nhìn xem bầu trời dần dần quang đãng, một mặt kích động nói ra. Đồ Bá sắc mặt đại biến, thiên kiếp thực sự bị đánh gãy hay sao? Trận chiến giữa Lệ Trần và Khương Nguyên Long cũng ngừng lại, hai người cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang dần dần quang đãng. Trận chiến giữa ánh ma, hồng ma và Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Quân Luân cũng đã dừng lại. Ha ha ha, Ứng Thiên Hành lập tức điên cuồng bật cười to, kích động nói ra. Thiên kiếp đã bị phá hủy, ma tông tổn thất một viên đại tướng à. Nhậm Kinh Luân một mặt ngạo nghễ nói ra, hôm nay qua đi, bên trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tại Ma Sơn sẽ không còn ma tông. Đúng lúc này, Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Kinh Luân liếc nhìn nhau một cái, về sau ánh mắt hung ác nhao nhao rơi vào trên thân Đỗ Bá. Bây giờ Lệ Trần đã đột phá tới thiên cảnh, chỉ có thể rời khỏi thế tục đi cổ võ giới. Ma tông đã có một tổn thất cực lớn, thực lực của ma tông sẽ yếu đi rất nhiều. Còn bây giờ Đỗ Bá cũng đã nhận trọng thương ngay ở chỗ này, nếu là đem Đỗ Bá giết chết, như vậy thực lực của võ tông cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Đến lúc đó ngũ đại thế lực đỉnh tiêm tại Ma Sơn cũng chỉ còn lại Thần Hành Tông cùng Độc Tông cùng Thánh Cung tam đại thế lực đỉnh tiêm. Âm! Mặt đất dưới chân Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân bỗng nhiên nổ tung, hai người không hẹn mà cùng lao vút về phía Đỗ Bá mà đi. Ai cũng nghĩ không ra hai người này dưới loại tình huống như vậy sẽ động thủ đối với Đỗ Bá. Ảnh ma cùng hồng ma
Sau khi lấy lại tinh thần, liền hướng về phía hai người vọt tới. Coi như có trễ, bọn họ cũng nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Đỗ Bá thân nhận trọng thương, nếu là lại gặp sát chiêu của Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Kinh Luân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi dám! Lệ Trần lập tức nổi giận, liền phải động thủ. Chỉ là ông ta vừa mới nhúc nhích liền bị Khương Nguyên Long ngăn trở đường đi. Khương Nguyên Long lạnh giọng nói ra: đối thủ của ngươi là ta. Đỗ Bá vừa rồi nhận trọng thương, lúc này liền khí lực đứng lên cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Kinh Luân cách mình càng lúc càng gần. Ông ta một mặt đắng chát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tự lẩm bẩm: có đáng giá hay không? Rất đáng giá. Đúng lúc này, có một âm thanh đáp lại, giống như là một đạo kình lôi tại hư không vang lên. Đồng thời, một cổ cảnh giới ma đạo cực kỳ đáng sợ và khủng bố nháy mắt đem toàn bộ ma tông đều bao phủ. Người của ma tông đều như được tắm rửa gió xuân, chỉ cảm thấy vô cùng thư sướng. Đỗ Bá mặc dù cũng không phải là người của ma tông, nhưng lúc này cũng có cảm giác phi thường thư sướng. Thương thế bên trong cơ thể ẩn ẩn đều đang khôi phục, phảng phất như mỗi một tế bào trong thân thể đều đang tại bên trong khôi phục. Tương phản chính là đám người Khương gia, cũng như Ứng Thiên Hành cùng Nhậm Kinh Luân, còn có Cao Hùng, những người này từng tên cũng đều có cảm giác hô hấp không thông. Nhậm Kinh Luân cùng Ứng Thiên Hành hai người vừa mới còn khí tức hùng hổ phóng tới Đỗ Bá, thân thể giống như là đột nhiên bị trói buộc, đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Hai người vậy mà không thể tiến thêm một bước về phía trước. Thậm chí bất luận một cái bộ vị gì trên thân thể cũng không thể động đậy một chút nào. Trong lòng hai người đều tràn ngập sợ hãi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả chính bọn hắn đều không rõ ràng. Chỉ biết thân thể đang bị khống chế, không thể kiểm soát được. Đối phương nếu là muốn giết bọn hắn, nằm trong loại trạng thái này chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Một màn này trực tiếp khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Đỗ Bá tại giây phút ngốc trệ ngắn ngủi qua đi mới bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Ha 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 ha. Đỗ Bá ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó bật cười lớn không thôi. Nói ra, cậu nói không sai, đáng giá, phi thường đáng giá. Khương Nguyên Long cùng Lệ Trần cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhất là Khương Nguyên Long, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này làm sao có thể à? Chỉ nhìn thấy hai bóng dáng trẻ tuổi, một trước một sau, từ tàng thi các đi ra. Nhất là vị trẻ tuổi đi ở phía trước kia, trên thân tản ra uy áp võ đạo cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Khương Nguyên Long đều cảm thấy uy áp nồng đậm. Lệ Trần rốt cục cũng nở nụ cười thật tươi. Ha, cậu quả nhiên là không khiến ta phải thất vọng. Là ngươi? Cao Hùng khi nhìn thấy bóng dáng trẻ tuổi đi phía trước kia, về sau kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Ngay tại trước đó mấy ngày, hắn mới vừa vặn thua ở trong tay người trẻ tuổi này, mà lại là không chiến mà bại. Bởi vì hắn không thể chịu nổi cảnh giới ma đạo mà đối phương phóng thích ra, trực tiếp nhận thua. Người của ma tông cũng đều nhìn thấy rõ sắc mặt người trẻ tuổi đó, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi các ngươi muốn phá thiên kiếp của ta, đúng không? Đúng lúc này, Dương Thanh nhìn về phía phương hướng Nhậm Kinh Luân cùng Ứng Thiên Hành lạnh giọng hỏi. Đồng thời, áp chế của Nhậm Kinh Luân cùng Ứng Thiên Hành cũng được anh giải thoát. Thế nhưng là hai người cũng không hề nhẹ nhõm như thời điểm bị áp chế, ngược lại áp lực còn lớn hơn. Nhất là Ứng Thiên Hành lúc trước liền đã gặp qua Dương Thanh. Khi đó, trong mắt của hắn, Dương Thanh mới chỉ là một yêu nghiệt, thiên phú võ đạo phi thường nghịch thiên mà thôi. Nhưng là hiện tại, Dương Thanh đã thành công vượt qua thiên kiếp, chỉ vén vẹn phóng thích cảnh giới ma đạo, liền đem hắn cấm chế ngay tại chỗ. Có thể tưởng tượng được thực lực hôm nay của Dương Thanh
mạnh đến bao nhiêu. Bịch! Ứng Thiên Hành không chút do dự, lúc này quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nói ra: Dương tiên sinh, ta sai rồi, ta biết mình sai rồi, cầu xin ngài thả cho ta một con đường sống, ta thực sự biết sai rồi. Nhậm Kinh Luân nhìn thấy Ứng Thiên Hành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lập tức cả giận nói: Ứng Thiên Hành, ngươi đang làm cái gì à? Đứng lên cho ta. Chỉ là Ứng Thiên Hành căn bản cũng không để ý tới hắn, vẫn còn đang không ngừng cầu khẩn Dương Thanh tha cho hắn. Nhậm Kinh Luân căm tức nhìn Dương Thanh nói ra: Coi như ngươi thiên phú võ đạo nghịch thiên, nhưng ngươi bây giờ cũng là cường giả thiên cảnh, dựa theo pháp tắc của Liên Minh Thủ Hộ, ngươi không thể đối với người thế tục động thủ. Thật sao? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên anh duỗi ra một cánh tay. Một giây sau đó, tại trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, thân thể Nhậm Kinh Luân từ từ bay lên không trung. Trên cổ còn hiện lên một dấu tay vô cùng rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là khoảng cách giữa Dương Thanh cùng Nhậm Kinh Luân còn xa tới mười mấy mét. Lúc này, vậy mà cách không đem Nhậm Kinh Luân nhấc lên. Ta muốn giết người, ai có thể cản được ta? Dương Thanh một mặt ngạo nghễ lớn tiếng nói. Rắc! Theo tiếng nói của anh rơi xuống, một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Thân thể Nhậm Kinh Luân tựa như một đống bùn nhão, ngã ầm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mà nét sợ hãi trên gương mặt hắn đã đóng băng trong khoảnh khắc trước khi tử vong. Nhìn xem một màn này, toàn trường đều chấn kinh. Tất cả mọi người là một mặt ngây ngốc nhìn về phía Dương Thanh. Why?